tiểu sử cầu thủ Nguyễn Thanh Bình. Cầu thủ Thanh Bình gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài sáng sủa và giàu năng lượng, được tạo điều kiện thi đấu ở các giải lớn. Kỹ năng của anh chàng tiến bộ rõ rệt trông thấy. Thậm chí, nam cầu thủ dành toàn bộ thời gian chỉ để luyện tập với trái bóng. Ít dùng mạng xã hội nên những thông tin của anh chàng cũng hiếm hoi hơn so với người khác. Nguyễn Thanh Bình sinh ngày 2 tháng 11 năm 2000. Thanh Bình được sinh ra và lớn lên tại tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam. Đây là mảnh đất đã sản sinh ra rất nhiều cầu thủ nổi tiếng như Văn Hậu hay Tuấn Anh. Giống nhiều cầu thủ khác, Thanh Bình có xuất phát điểm là từ những trận bóng được tổ chức tại địa phương. Sau anh gia nhập vào trung tâm huấn luyện, Thanh Bình từng bước hoàn thiện bản thân. Anh chàng bắt đầu có cơ hội thi đấu ở nhiều giải lớn. Dù còn trẻ nhưng chiều cao của Thanh Bình khiến nhiều người ấn tượng. Theo đó, anh chàng cao tới 1m80, nặng 78kg. Hình thể của nam cầu thủ vạm vỡ và săn chắc. Mọi động tác di chuyển đều nhanh và linh hoạt. Nhờ có thể chất tốt, Thanh Bình có thể tham gia tốt những buổi tập ở mức cường độ cao. Thanh Bình hiện tại là thành viên của câu lạc bộ Viettel. Anh chàng cũng là gương mặt trong hàng tuyển quốc gia. Vị trí chơi của Thanh Bình là trung vệ và hậu vệ áo ở câu lạc bộ mang số 3. Vì còn trẻ tuổi nên Thanh Bình chỉ mới bước đầu gặt hái được thành công. Sự nổi bật về kỹ năng, tư duy của anh được ban huấn luyện đánh giá cao. Tuy nhiên, kinh nghiệm chưa nhiều khiến nam cầu thủ từng không ít lần mắc lỗi sai nghiêm trọng. Dù vậy, sự cố gắng, nỗ lực của anh chàng đáng được ghi nhận bởi khán giả. Nguyễn Thanh Bình trưởng thành từ lò đào tạo Viettel và hiện tại đang thi đấu cho câu lạc bộ Bình Định. Tại đội U19 Viettel thì Thanh Bình là một trong những nòng cốt của câu lạc bộ. Bên cạnh anh còn có những cái tên khác như Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung và Nhân Mạnh Dũng. Anh đã cùng các đồng đội của mình giành được hạng 3 vòng chung kết U19 quốc gia 2017, vô địch vòng chung kết U21 quốc gia 2020. Thế mạnh của cầu thủ trẻ người Thái Bình này là khả năng phán đoán bóng tốt. Thể hình mạnh mẽ khiến anh luôn có lợi thế trong những pha tranh chấp bóng 1-1. Qua mùa giải ở câu lạc bộ Bình Định trong khuôn khổ giải hạng nhất giúp anh đã trưởng thành từng ngày và tiến bộ rõ rệt. Sự nghiệp của anh được đánh dấu bằng đợt triệu tập của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Nguyễn Thanh Bình được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng gọi lên tuyển và là cầu thủ trẻ nhất đội tuyển. Theo đó, để tránh bị đối phương bắt bài, ông Park đã thêm cho mình nhiều lựa chọn nữa ở hàng thủ. Đây là dịp để những cầu thủ trẻ như Thanh Bình cọ sát để làm quen với cường độ và áp lực từ những trận đấu lớn. Có thể nói thành tích lớn nhất của Nguyễn Thanh Bình đến hiện tại là cùng câu lạc bộ Viettel vô địch giải U21 Cúp Quốc gia. Bên cạnh đó, anh còn được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong lần hội quân đợt 4 của U22 Việt Nam. Trong suốt giải đấu này, anh thi đấu khá ổn định nên đã gây được sự chú ý của huấn luyện viên Park. Ngày 7 tháng 9 năm 2021, Nguyễn Thanh Bình ra mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam khi vào sân thay Nguyễn Thành Trung trong trận đấu gặp Úc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, anh có bàn thắng quốc tế đầu tiên vào lưới Nhật Bản trên sân vận động Saitama trong lượt trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Bên cạnh sự nghiệp, Thanh Bình cũng khiến nhiều người tò mò về đời tư của nam cầu thủ. Thời điểm hiện tại, anh chàng dành toàn bộ tâm trí cho bóng đá. Vì thế nam cầu thủ rất ít khi sử dụng mạng xã hội. Anh cũng không xuất hiện nhiều trước báo giới truyền thông nên mọi thông tin là cực kỳ ít ỏi. Từ gia đình đến mối quan hệ yêu đương của anh chàng đều là một ẩn số.